có mặt 24/24 và sẵn sàng giải quyết nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất các vụ việc gây mất an ninh trật tự ở những địa bàn trọng điểm phức tạp là nhiệm vụ rất quan trọng mà lực lượng cảnh sát 113 của Công an tỉnh Bình Thuận luôn nỗ lực làm thật tốt để cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão này, nhân dân được đón một mùa xuân mới thật sự ấm no, yên bình, hạnh phúc. Những ngày cận Tết Quý Mão 2023, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát 113 của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội PC06 Công an tỉnh Bình Thuận duy trì 100% quân số trực sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Đã gần 22 giờ đêm, đường dây nóng vẫn còn reo tại trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin của đội. Alo. Vâng ạ, đây là trung tâm cơ sở 3 nha. Vâng, xin lỗi chị tên gì nha? Chị tên Nguyễn Thị Thanh Hiền. Dạ, chị khu mấy chị? Khu phố 2 Phú Tài, số nhà 52E. Tôi sẽ triển khai lực lượng xuống ngay địa bàn để giải quyết cho chị nha. Sau tin báo, tổ công tác rất nhanh chóng triển khai đội hình để có mặt sớm nhất tại điểm nóng. Cảnh sát 113 luôn hành động với phương châm nhanh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất. Tầm hơn 5 phút sau, một điểm chơi tài xỉu tụ tập đông người ven đường ở phường Phú Tài bị cảnh sát 113 phát hiện và xử lý rốt ráo. Sòng bạc được dẹp ngay trong tích tắc, ba thanh niên bị đưa về trụ sở làm việc. Mấy anh nhắc nhở rồi tụi em nghỉ ngay thì tụi em không có chăng được. Lực lượng cảnh sát 113 chúng tôi luôn nỗ lực, cố gắng hết mình, luôn tham gia giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự. Với tinh thần đó, các anh luôn sẵn sàng giữ cho phố phường được bình yên hơn, văn minh hơn. Những phần tử bất hảo, những băng nhóm đánh nhau hay cả những sòng bạc trái phép vì thế mà chùng tay, không dám manh động. Chủ động phối hợp với các cái đơn vị nghiệp vụ chức năng và cái lực lượng công an cơ sở tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, nhất là các cái địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các cái vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự, nhằm đảm bảo là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 là tuyệt đối an toàn. Trọng trách thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi được cán bộ chiến sĩ cảnh sát 113 nói riêng và toàn lực lượng công an Bình Thuận nói chung đang ngày đêm nỗ lực thực hiện để cho một mùa xuân mới thêm vui tươi, yên bình, hạnh phúc.